Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 10, Chi hội Nông dân Khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là chi hội được Hội Nông dân phường Châu Phú A chọn làm điểm để chỉ đạo tổ chức đại hội các chi hội nông dân cơ sở trong nhiệm kỳ qua chi hội nông dân khóm vĩnh chánh đã không ngừng củng cố và phát triển phát huy vai trò nồng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương cụ thể chi hội phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và nghị quyết điều lệ hội nông dân các cấp cho hội viên nông dân được 26 cuộc có 750 lượt hội viên tham dự về công tác củng cố xây dựng tổ chức hội nhiệm kỳ chi hội kết nạp được 24 hội viên nâng tổng số hội viên chi hội lên 115 hội viên Hàng năm, chi hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 100% hội viên đăng ký. Qua bình xét có trên 90% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các phong trào của chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng phường Văn Minh cũng như thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ tới 2023-2025, chi hội nông dân Khớm Dịnh chánh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ hội viên nông dân, chú trọng vị trí vai trò của giai cấp nông dân trong tình hình hiện nay, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tích cực tham gia và thực hiện hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.